sờ nó mấy giờ sờ thì xùi ạ. Nào thế bây giờ còn ngứa không? Không ngứa không? Không. Ơ thế thì không ngứa? Bôi thuốc. À bôi thuốc vào mới ngứa, thế còn lúc không bôi thì không ngứa. Ơ thế là so với trước là đỡ hơn rồi còn gì đúng không? À. Ừ rồi, đầu kéo đây con xem. Ngứa này, mụn nước này, kẽ bàn ngón tay ngón chân này. Thuốc xanh này. Viên đơn này. Thuốc xanh thì con bôi hết chưa? À cái lúc đầu cái thuốc xanh là con ngứa đúng không? Ôi trời ơi, thuốc xanh thì đương nhiên là ngứa rồi. Đây bụi nước này, trước con bụi nước nó sùi cả lên. Tôi thì nó khô mà em ấy, nó có khô nên đẩy ra từ từ. Rồi cái tổ điển là riêng cái này nhá, điều trị phải rất là kiên trì đấy. Trước bác em. Đây. Đây ngón tay út đây. Đấy đấy chỗ này. Đây chỗ này này. Ngón này trước con bị ngón này. Cũng đỡ hơn nhiều mà. Đúng không? Đỡ hơn, nhìn nó không rõ. Ừ. Không là nhưng mà nếu mà sờ thì nó vẫn có những cái mụn ẩn. Ừ. Chưa dần dần nó sẽ mà so trước thì cũng đỡ nhiều. Đỡ hơn. Rồi, bác xem chân nào. Đây à? Ở dưới có cái và ngón tay. Đây. Ôi, có chỗ đau không? Đau à? Bác sờ vào đau hả con? Rồi, gót chân nữa. Gót chân này là mới à? Không, cái đấy là bị đầu tiên nha. Thế con bảo chỗ nào mới là chỗ nào mới là chỗ nào? Chỗ này. Ờ. Ờ, tí nổi lên. Ngón chân út bên kia. Rồi, thế bác xem ngón chân út nào. À, đây, rồi. Tất nhiên là nó sẽ chưa ấy được nhiều đâu. Cái này điều trị mẹ cứ xác định là nó phải tính bằng tháng, thì cái tổ đỉa lâu lắm. Nó cứ hết cái lớp này nó lại mọc một cái lớp mụn, bao giờ hết cái mụn đấy ra thì nó mới khỏi được. Con đỡ ngứa nhiều đúng không? Bình thường trước như vậy cũng không ngứa, thì thỉnh thoảng ngứa rất là ngứa rất là sâu cơn ấy, trường đá thì bạn đỡ. Bóng vào nó phê. Trường đá chả biết phê là thế nào chưa. Nào tay bắt cái nào, ngồi sát hẳn vào đây nào. Bôi vào nha, con lắc lắc lên này, lắc lắc này, con bôi đúng vào chấm thủ ở đấy thôi nhé.